Alo, xin chào các bạn. Sáng nay hai chị em đi xe gắn máy một vòng lên tới quận 5, quận 10 và Sài Gòn. Muốn đi ra một vòng nhà thờ Đức Bà và Hồ Con Rùa thì chủ yếu đi vô quận 5 để tìm lại một cái tiệm hoành thánh mì mà ngày xưa mình thường ăn. Ăn từ lúc còn nhỏ các bạn. Thì trên đường đi ăn xong rồi, tìm được tiệm Hoành Thánh Mì rồi, ăn xong rồi và em mình cứ chở mình chạy vòng vòng như vậy đó. Thì bất ngờ mình thấy một cái vụ tai nạn giao thông. Thì khi mình đi tới thì đã đông nghẹt rồi các bạn. Mình chỉ thấy là một chiếc xe buýt cán lên rất là nhiều xe Honda, nhưng mà người bị thương hoặc là bị gì đó thì mình không còn thấy ai ở đó nữa. Có thể là khi mình tới nơi thì mọi người đã được đưa đi rồi, cho nên không biết là có ai bị gì không. Chỉ cầu mong cho tất cả mọi người đều bình an. Nhưng mà các bạn biết không, đường xe cộ rất là đông các bạn, đông lắm luôn. Nhưng mà mọi xe mình thấy đều chạy rất chậm. Mà các bạn thấy không, tai nạn vẫn xảy ra. Thì theo như nói là cái chiếc xe buýt này đó là giống như cái thắng không có ăn. Nhưng mà cái vấn đề mà chạy xe đó mà thắng không có ăn thì mình nghĩ chắc chỉ có Việt Nam thôi quá. Chứ ở Mỹ mà cái vấn đề đó thì không có. Là tại vì xe thì mình chạy mình phải check hoài chứ. Và nhất là những cái xe mà chở khách, những cái xe lớn như vậy. Thành ra là cái vấn đề mà lái xe ở Việt Nam thật sự là quá nguy hiểm các bạn. Thí dụ bây giờ đó, các bạn thấy không, mình lái xe rất là đàng hoàng, tất cả mọi người đang ngừng đèn xanh đèn đỏ mà tại sao một chiếc xe buýt là cái xe chở biết bao nhiêu người trên xe mà lại không có coi thắng nhớ xăng dầu gì, thí dụ như vậy. Mà cái thắng là cái quan trọng nhất trong cái xe, họ không có tune up cái xe, họ không có check cái xe thì tại sao xe vẫn được lưu thông, thì mình không biết là Việt Nam họ như thế nào chứ. Mình thấy sợ quá các bạn. Đó, nhiều người chạy rất bình thường, chạy rất đàng hoàng nhưng tai nạn vẫn xảy đến với họ. Thì mình nói em mình là ngừng lại coi một chút và quay được không? Thì em mình nói là không, đông như vậy làm sao mà ngừng được. Với bây giờ có còn gì đâu, hình như là người ta đã đi hết rồi. Đó, cho nên mình nói ok, vậy thôi, mình đi về. Thì trên đường mình chạy về thì mình thấy lúc nào, đường nào xe cũng đông hết các bạn. Đông từ ở trong đó về tới Sài Gòn, mình đi một vòng luôn á, và mình về. Thì ghé được một vòng Sài Gòn, nhà thờ Đức Bà và một vòng Hồ Con Rùa thì chỉ chạy ngang qua thôi, tại vì thực sự giờ đó thì cũng nắng quá, mà ban ngày thì thực sự cũng chẳng có cái gì đẹp hết các bạn. Chẳng qua vì những con đường này ngày xưa mình đi qua rất nhiều, cho nên bây giờ mình đi lại thì mình cảm thấy thích thôi. Chứ những người mà người ta ở đây thường xuyên thì thực sự là với họ thì quá bình thường. Nhưng mà đi thì làm cho mình nhớ lại những cái chuyện ngày xưa như thế nào thì mình cũng cảm thấy rất là vui. Thì khi mình về tới lại hotel để nghỉ ngơi thì mình mở computer lên các bạn, thì mình đọc liền ngay được cái tin đó là của báo Tiền Phong. Họ đăng ngay một bài báo cách chỉ vài tiếng đồng hồ, cái tựa là xe buýt tông cả chục xe máy dừng đèn đỏ trên đường phố Sài Gòn. Nhưng mà mình nhớ hình như hồi nãy ở đó không phải là trung tâm Sài Gòn, nó thuộc về khu chợ lớn, quận 5, quận 6, quận 10 gì đó các bạn, chứ thật sự là không phải Sài Gòn. Hay là ở trong những cái quận nó cũng gọi là Sài Gòn thì mình cũng không biết. Thì mình thấy hình ảnh nè, mình thấy được cái chiếc xe buýt hồi nãy y hệt luôn, đúng là xe số 9 hồi nãy mình nhìn thấy. Và khi mình nhìn thấy là cũng đúng ba cái chiếc xe nó đang nằm ngổn ngang như vậy, thì là bây giờ cũng là đúng cái tấm hình hồi nãy mình nhìn thấy đó. Thì không có thấy người nào bị ở đây hết, thì chắc có thể là người ta đã đưa đi rồi các bạn. Mà các bạn biết không, con đường này là đường một chiều đó nha, mà không hiểu là tại sao mà chiếc xe buýt lại đụng vào họ được thì cũng không hiểu luôn. Chắc có thể là xe buýt chạy qua cái lane của xe Honda, hay là xe Honda chạy qua cái lane của xe buýt,
thì như thế nào thì mình không biết. Thì trước mắt mình thấy như vậy, mình muốn chia sẻ cho các bạn là giao thông Việt Nam thật sự là quá đáng sợ. Đó, đâu cần mình phải chạy ẩu, đâu cần mình phải đụng người ta. Mình có chạy đàng hoàng đi chăng nữa, người ta vẫn đụng mình. Đó mới là lý do. Thì mình về đây mình có đọc sơ qua để mình biết, còn hồi nãy mình chỉ nhìn thấy thôi, chứ thật sự thì mình cũng không có biết được gì. Thì ở đây nói là chiếc xe buýt đang lưu thông trên đường ở Sài Gòn bất ngờ tông trúng dòng xe máy đang dừng đèn đỏ, khiến nhiều người bị thương. Thì khi mình tới mình không thấy ai bị thương thì chắc là họ đã đưa đi rồi. Sáng 13 tháng 11, chiếc xe buýt số 9 biển số 53N3453 chạy tuyến bến xe Chợ Lớn quốc lộ 1 Hưng Long lưu thông trên đường Hồng Bàng từ hướng quận Tân Bình về quận 10 đến giao lộ Hồng Bàng, Phạm Đình Hổ thuộc địa bàn quận 6, thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ mất lái, tông thẳng vào dòng xe máy đang dừng đèn đỏ phía trước. Tai nạn khiến khoảng 10 chiếc xe máy bị tông văng, nhiều người bị thương. Ngay sau đó, nhiều người dân hai bên đường chạy đến hỗ trợ giải cứu, đưa các nạn nhân bị thương lên lề. Tại hiện trường, nhiều xe máy nằm la liệt trên đường, hư hỏng nặng. Chiếc xe buýt cũng bị móp méo phần đầu. Nếu mà chiếc xe buýt mà bị móp méo như vậy thì mình nghĩ là chắc tai nạn cũng nặng đó. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, làm việc với công an. Tài xế xe buýt cho rằng xe bị mất phanh nên xảy ra tai nạn. Và câu này mới là một câu đáng lưu tâm nè các bạn. Chiếc xe buýt này đã từng tông hàng loạt xe máy khi đang lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua cầu Bình Điền, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2017. Hiện vụ việc đang được điều tra, tức là cái xe buýt này đã từng tông vào năm 2017 rồi, và năm nay là năm 2019. Nhưng mà vụ việc vẫn chưa được giải quyết, hiện vẫn còn đang điều tra. Thì các bạn nghĩ đi, cũng là chiếc xe buýt này năm 2017 đã gây ra một tai nạn lớn ở huyện Bình Chánh, thì bây giờ năm nay là 2019 lại xảy ra một chuyện tai nạn tương tự như vậy nữa. Vụ việc này chưa giải quyết xong đã đến vụ việc khác. Thật sự thì quá là vô lý. Và trong cái ngành giao thông về những cái xe buýt này nè, thật sự rất là thiếu trách nhiệm. Và nếu cái tình trạng này xảy ra hoài nhiều như vậy thì rất là tội nghiệp cho những người dân ở Việt Nam mình. Mình cũng không biết nói gì hơn, nhưng trước mắt mình nhìn thấy như vậy và mình quá sợ các bạn. Thật sự là đáng buồn cho đất nước Việt Nam ha. Người giàu thì rất giàu, mà người nghèo thì lại quá nghèo. Cái bậc trung lưu ở đây hình như nó không có nữa các bạn, hình như là không còn đó. Thành ra là bây giờ cũng không biết nói gì hơn. Chỉ biết là cầu mong tất cả mọi điều tốt lành đến với tất cả mọi con người Việt Nam của mình. Và chuyện tai nạn xảy ra thì không ai có thể biết trước được. Và có người có thể nói rằng là tại cái số xui hoặc là cái số hên gì đó, mình cũng không biết. Nhưng mà cứ tình trạng này, họ dừng đèn đỏ, họ đậu lại ngay đó. Mà một chiếc xe buýt mà không có check cái thắng, cái phanh, cái thắng gì đó, là một cái điều gọi là không thể chấp nhận được. Các bạn nghĩ thử xem, không có thể nào chấp nhận được. Chỉ trả lời nói một câu là rằng là xe bị mất phanh nên xảy ra tai nạn. Chỉ một câu nói đó thôi mà hai năm trời họ không giải quyết được. Thì thực sự mình thấy quá bức xúc khi mình đọc cái bài báo này các bạn. Và lý do mình làm cái video này là tại vì trước mắt mình nhìn thấy và mình vừa đi đến ngay cái chỗ đó.
Cũng may là mình không nhìn thấy ai bị thương, mình thấy là mình rất sợ các bạn. Đó, thành ra về đây thì lại dở lên đọc được liền như vậy. Cho nên mình muốn làm cái video này để gửi tặng tới các bạn, chia sẻ với các bạn để biết là người Việt Nam của mình thật sự là rất là mình cảm thấy rất là buồn đó các bạn, cho các bạn ở bên Việt Nam. Thật sự là mình không biết diễn tả như thế nào, nhưng mà cảm thấy rất buồn các bạn, chỉ biết nói rất buồn thôi à, cũng không biết nói làm sao nữa. Giống như là cái mạng sống của con người ở Việt Nam mình đó, tại sao mà lại nhẹ, thấy nó nhẹ quá à. Bữa nay như vậy cái ngày mai không còn ai hết, hay là sao đó mình không hiểu được, mình không 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 biết nói được nhiều như vậy các bạn. Nhưng mà thật sự thấy rất là đau lòng, cho nên là chia sẻ một chút xíu với các bạn, là tại vì chính mắt thấy tai nghe và đọc luôn được cả cái tờ báo mới vừa đăng có vài tiếng, cho nên chia sẻ video này để tất cả chúng ta đều biết được là cuộc sống bên Việt Nam buồn quá à. Mình không biết nói gì hơn nữa, chỉ biết như vậy thôi. Thôi thì bây giờ video cũng đã quá dài. Mình thân chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Và chúng ta luôn cầu nguyện cho bản thân chúng ta và tất cả các bạn bè, dù xa hay gần, chỉ cầu mong cho tất cả được bình an. Vì mình thấy đường phố Sài Gòn thật sự là quá nguy hiểm các bạn. Thôi mình xin tạm dừng ở đây nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.